chú sẽ đi mà bữa tưng ở khía ban ngày này dùng ngò chân chút chạ chị đây chứ mà bữa ban giờ bữa ban là thực cắt đồ là tỏ chế luôn nè ở lưa lưa nè bạn là thực cắt chị co hơi con mà dơ mà thực cắt chị co bà bận nhau rồi bà chết bận nhau bà lươn tới nhồn đoạt chết bơi như vậy, có mà lẹ chứ, chích đã mà. Ở lươn tới. Ôm bà chị mình tên mà. Đây cầm đây kia hơi. Lại không. Còn đoạt ở lươn. Chích mà nẹ mà lan, mà nẹ mà lan này ở đâu là cây chua chi vậy bà. Chẳng lẽ tôi con cứ thư cai và cứ để chăm cây ngay bà. Bà chị cô ơi bệnh nữ tò mò bay đang chơi nào rồi ok bà bệnh nhờ giờ cả lá bà chơi luôn bà lôi chân hơi cả lá mòn rớt mạch tư chứ tò chơi bà rớt tên á đặt lấy nó ba là ca chân tư bà tìm mau mua luôn lấy cái nhang bà luôn chi tư chi tư cái này bà là cái ca chân mau mua luôn ok lần đoạt chân mặt toàn thôi bà ý đoạt đi liền một cái này wow ừ, đọc lại bài nó đầy lình ok bà bảo cất tray rất xa và sọc bằng pro một chiếc mà tôi đã tìm tăng chạm nó nông mà chơi tiếp chạm chạm này pi chơi cái bà lời thực cả con rót rồi nhá tôi mạch ốc sai thế con này chạy ốc thế dâu lan đi vân chơi dâu ớt chờ mưa ta cả lắp xa tiết chụp ơi lấy nhảy to cái bà lời thực cả chỉ coi bà cái bạn cái chiếc làm mình tên mà bà lời tất cả chị trời mà đang ngập bệnh như đứa này tên rồi bà to cho em nào let's go ok bà từ cái lành tay bà bà lời tất cả chân trường tớ ơi để ọt chạy lấy nóng ngay to thật trăng từ cái lành nhưng chạm mình mà mình kêu cái món phi chương mà buôn lan mà tớ lươn phát ý bà đi kề mà những ai bà lươn tư cho bà chơi nha bà mùi là cái lạp tiên mùi cho bà châu mưa monster con không nhưng đâu mà cho bà lời tư mơ ôn rõn nó giữ chân kê giữ chân ngay mà lời chân trường thôi bà tư hơi chụp ai mà châu miên ô cái lạp tiên thôi bà tỏ cho bà chân trường nè ok bà, chạy hơi bà thay tỏ dương trên này tôi vinh nó lấy đồ lăng thêm tiết bà còn vắt nó dập trên kia dập trên ngay nha tỏ trên này tôi tiết ọt lơ kì, lơ tiết này rôn nhảy lươn rôn ý, dạm mò này tập công đi vậy nó thử cả tờ hơi này bà, rồi thì tăng chạm tiền thôi mà ok bà. Video này mình vẫn kết thúc clip. Bye bye.